bắt chủ cơ sở massage giam giữ nhiều tiếp viên ép ký giấy vay mượn tiền. Ngày 9 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thành, 38 tuổi, trú xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Cùng bị bắt về hành vi trên có 4 nhân viên đang làm việc cho Thành gồm Lại Văn Cảnh, 25 tuổi, trú xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Hà Minh Ý, 22 tuổi, trú xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Nguyễn Thái Cường, 21 tuổi, trú xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam và Lê Văn Hải, trú phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Bị can Thành là chủ cơ sở massage Hoa Kiều, số 18 đường Hồ Xuân Hương, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết và cơ sở massage Thành Đô, số 69 Trương Hán Siêu, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 9 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhận được trình báo của một phụ nữ về việc có nam thanh niên gọi điện xưng là quản lý cơ sở massage nơi con gái bà là chị HTT đang làm việc, đem 120 triệu để chuộc chị T về. Qua xác minh, giả soát các cơ sở massage và karaoke trên địa bàn, công an xác định chị T đang làm nhân viên tại cơ sở massage nhà nghỉ Hoa Kiều do Nguyễn Hữu Thành làm chủ. Tiến hành kiểm tra cơ sở massage này, công an phát hiện ngoài chị T còn có 5 nhân viên nữ khác bị giam lỏng tại các khu vực các lửng phòng nghỉ. Bên ngoài có cửa sắt đang trong tình trạng khóa bằng ổ khóa, không cho các nhân viên ra ngoài. Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định Nguyễn Hữu Thành bố trí 2 căn phòng làm nơi ở cho các nữ tiếp viên tại phía sau cơ sở, khóa cổng bên ngoài và quản lý các nhân viên qua nhóm Zalo. Hàng ngày, Thành chỉ đạo phân công cho 3 nhân viên nam gồm Lại Văn Cảnh, Hà Minh Ý, Nguyễn Thái Cường giữ chìa khóa để mở cửa cho các nhân viên nữ đi phục vụ khách massage, nấu ăn và di chuyển dưới sự giám sát của các nhân viên nam này. Sau khi xong việc, các nhân viên nữ được đưa trở lại phòng, muốn đi ra ngoài phải có sự đồng ý của Thành. Đối với trường hợp chị T, do nợ số tiền khoảng 120 triệu đồng và đang điều trị bệnh không phục vụ cho khách được nên bị Thành giữ điện thoại, nhốt trong phòng không cho liên hệ với người thân. Mở rộng điều tra, ngoài dấu hiệu về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cơ quan công an còn xác định Nguyễn Hữu Thành có hành vi khống chế, buộc các nhân viên nữ phải ký giấy vay mượn tiền thông qua Lê Văn Hải là quản lý cơ sở massage Hoa Kiều, Hồ Văn Hát là quản lý cơ sở massage Thành Đô, mặc dù thực tế các nhân viên không nhận được số tiền thể hiện trong giấy vay mượn. Sau đó, Thành yêu cầu các nhân viên nữ massage phục vụ khách để lấy tiền bo, trả nợ hàng ngày cho mình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ xử lý thêm hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với Nguyễn Hữu Thành và những người có liên quan. Nhắc nhở không được, nam thanh niên đánh đối tượng đi xe lạng lách nẹt bô. Ngày 9 tháng 10, Công an thành phố Thanh Hóa tiếp nhận giải quyết vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, xuất phát từ việc nhắc nhở nhóm đối tượng lạng lách nẹt bô trên đường nhưng các đối tượng không nghe. Theo kết quả điều tra, trước đó vào đêm ngày 16 tháng 9, Lê Thanh Bình sinh năm 1990, trú tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, đang điều khiển xe máy trên tuyến đường gần ngã tư cầu vượt Phú Sơn thì gặp Lường Hải Dương sinh năm 2002, cư trú tại xã Nga Văn, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, cùng một nhóm thanh niên điều khiển 3 xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt bô trên đường. Tại đây, anh Bình nhắc nhở nhóm thanh niên về hành vi trên, nhưng nhóm thanh niên không những không nghe theo mà còn tiếp tục vọt lên chiếc xe anh Bình để lạng lách, đánh võng, thách thức. Bức xúc trước thái độ trên, Bình đã dùng chân đạp khiến Dương ngã xuống đường, sau đó Dương đứng dậy chạy lại dùng chân đá vào người Bình. Nhìn thấy vậy, hai anh em là Lê Văn Thành sinh năm 2003 và Lê Văn Long sinh năm 2003 là cháu của Lê Thanh Bình đều trú tại 126 Phú Thọ 4, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. Từ trong nhà ở gần đó chạy ra dùng ghế nhựa, vỏ chai bia và cốc thủy tinh đánh đuổi Dương khiến người này thương tích ở đầu và chân tay. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa điều tra, giải quyết theo quy định. Người phụ nữ tử vong sau khi nhảy từ tầng 9 Bệnh viện Hùng Vương, Gia Lai. Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh Pleiku cho biết đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ nghi nhảy lầu tử vong tại Bệnh viện Hùng Vương, Gia Lai ngày 8 tháng 10. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10 giờ ngày 8 tháng 10, nhân viên Bệnh viện Hùng Vương, Gia Lai nghe tiếng động mạnh tại khu vực sân thượng tầng 5, khoa nhi. Qua kiểm tra đã phát hiện một phụ nữ khoảng 40 tuổi ngã dưới nền đất. Ngay sau đó, Bệnh viện Hùng Vương, Gia Lai đã báo cáo các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân không phải là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương, Gia Lai. Thông tin dữ liệu từ camera an ninh của bệnh viện xác định nạn nhân đi vào bãi gửi xe của bệnh viện này rồi di chuyển lên tầng 9 một mình. Khi đến tầng 9 rồi, người phụ nữ nhảy xuống tầng 5. Qua thông tin, người phụ nữ trú tại huyện Đắk Đoa, Gia Lai, hiện tại gia đình đã đến nhận và đưa thi thể nạn nhân về. Giải cứu thanh niên cầm dao ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 2 nhà sách ở Cần Thơ. Trưa ngày 9 tháng 10, Công an Cần Thơ giải cứu thành công một nam thanh niên có nhiều biểu hiện lạ, cầm dao ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 2 của nhà sách PN, Đại lộ Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ghi nhận của phóng viên báo giao thông tại hiện trường, do nhà sách nằm ở góc ngã tư Đại lộ Hòa Bình và Ngô Quyền, lại vào giờ tan tầm nên rất đông người dân tụ tập chứng kiến. Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết,
Hơn 11 giờ cùng ngày, người dân đi đường hốt hoảng phát hiện một thanh niên ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 2 của nhà sách PN. Thanh niên này mặc áo thun, quần jeans khoảng 18 đến 20 tuổi, có nhiều biểu hiện không tỉnh táo, thỉnh thoảng cầm dao múa. Thông tin nhanh chóng được trình báo đến lực lượng chức năng, các phương tiện cứu hộ cùng nhiều cán bộ cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, 3 xe cứu hộ chuyên dụng, thang nâng, đệm hơi cùng hàng chục cán bộ cảnh sát triển khai công tác giải cứu nam thanh niên. Đến 11 giờ 50 phút cùng ngày, một tấm đệm được bơm đầy hơi bố trí dưới mặt đất đề phòng nam thanh niên nhảy xuống. Trong khi đó, một nhóm cảnh sát khác tiếp cận thanh niên từ phía sau, nhanh chóng khống chế rồi đưa ra khỏi lan can. Người tự xưng là Thích Tâm Phúc chấp nhận hình phạt 8 năm tù. Ngày 9 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng thầy Thích Tâm Phúc. Hồi tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt ông Phúc mức án 8 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, ông Phúc có đơn rút kháng cáo, chấp nhận mức án cấp sơ thẩm để đi thi hành án. Theo hồ sơ, năm 2021, bà LTHT mua một thửa đất diện tích 420,3m2 ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi nhưng chưa làm thủ tục tách thửa. Sau đó, bà T thông qua nhiều người có mối quan hệ nhờ làm thủ tục tách thửa, trong đó có ông LVV. Ông V đứng ra tìm người có khả năng tách thửa cho bà T nhưng không thành. Đến đầu tháng 10 năm 2022, ông V gặp và thỏa thuận với bị cáo Nguyễn Minh Phúc làm thủ tục tách một thửa đất thành hai thửa cho bà T. Trên thực tế, Phúc không có khả năng làm thủ tục tách thửa cũng như không quen biết với cá nhân hay cơ quan có thể làm thủ tục này. Tuy vậy, do từng nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả nên Phúc nhận lời với ông V với chi phí 135 triệu đồng. Ông V không biết Phúc có ý định làm giấy tờ giả nên tin tưởng và chuyển vào tài khoản ngân hàng của Phúc số tiền 20 triệu đồng để làm thủ tục. Sau đó, Phúc liên hệ hai tài khoản Zalo thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được tách thửa với thông tin số liệu từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà T. Ngày 8 tháng 2 năm 2023, ông V đưa bà T đến nhà Phúc, giao cho bị cáo 50 triệu đồng và nhận một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà T sau khi nhận tờ giấy từ Phúc đã phát sinh nghi ngờ tính pháp lý nên đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi kiểm tra và biết là giả nên trình báo công an. Từ tháng 8 năm 2023, Phúc bỏ trốn ra khỏi địa phương. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2023, Phúc trở về thì bị công an huyện Củ Chi mời làm việc, khám xét khẩn cấp nơi ở của bị cáo Phúc. Công an thu giữ 10 giấy tờ đất, trong đó 1 giấy tờ gốc của bà T và 9 giấy tờ đất giả, trong đó 5 giấy tờ giả lừa bà T, 4 giấy còn lại do Phúc làm nhưng chưa sử dụng. Phát hiện vợ ngoại tình với phó hiệu trưởng, chồng chém tình địch thương tích. Ngày 8 tháng 10, Tòa án Nhân dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Duy Tâm, 38 tuổi, nhân viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phụng Hiệp về tội cố ý gây thương tích. Tâm chính là người đã mang hung khí vào một trường tiểu học trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, chém gây thương tích cho một phó hiệu trưởng gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Theo cáo trạng, đầu tháng 4 năm 2024, trong lúc sử dụng điện thoại của vợ, bị cáo Tâm phát hiện nội dung tin nhắn giữa ông NTV, phó hiệu trưởng trường tiểu học Phương Bình 2 và vợ mình không bình thường. Người vợ sau đó thừa nhận đã vào nhà nghỉ với ông V nhiều lần, từ đó bị cáo nảy sinh ý định đánh ông V. Ngày 12 tháng 4, Tâm mang theo một bình xịt hơi cay, vỏ bia thủy tinh và đến Tòa án Nhân dân huyện Phụng Hiệp nộp đơn ly hôn. Sau đó, Tâm điện thoại cho ông V rủ đi nhậu. Ông V đồng ý và kêu bị cáo đến trường. Trước khi đi, Tâm còn lấy thêm một con dao mang theo. Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, Tâm vào trường và đến phòng làm việc của ông V. Tại đây, bị cáo lấy bình xịt hơi cay vào mặt, lấy vỏ chai và dao mang theo đâm vào bụng, chém vào người ông V gây thương tích 19%. Vụ việc được mọi người can ngăn, ông V được đưa đi cấp cứu, riêng Tâm đến cơ quan công an đầu thú. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo là người có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Duy Tâm 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội cố ý gây thương tích.